Xin chào anh em. Trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ cùng ngồi xem lại toàn bộ các bàn thắng của Lê Minh FC tại giải FA League năm 2016. Và tại giải đấu này thì Lê Minh FC đã có lần đầu tiên vô địch một giải bóng đá phong trào danh giá và hàng đầu nhất tại thành phố Hồ Chí Minh thời điểm đó. Tại giải đấu này thì Lê Minh đã có tổng cộng là 37 bàn thắng. Nhưng mà mình đã không thể tìm ra 3 bàn thắng của vòng 6 và 3 bàn thắng của vòng cuối. Thôi thì anh em cùng xem đỡ 31 bàn thắng rồi nha. Và tất cả bàn thắng của ngày hôm nay được chiếu lại thông qua lời bình luận của mình, Phạm Trọng Thi. Giờ thì cùng bắt đầu nha. Let's go. Đá biên cho thủ Lê Bảo Minh. Chỉ trước bóng đó là Đinh Thanh. Kim Messi vào một pha phối hợp đá biên rất hay của thủ Lê Bảo Minh FC. Và người ghi bàn đó là Kim Messi. Tỷ số là 1-0. Tô Owen Hoàng Quân dứt điểm vào một cú sút rất bất ngờ của Hoàng Quân, bóng ghim thẳng vào góc A. Thủ môn đã không kịp phản xạ trong tình huống vừa rồi. Tỷ số được mở cho các thủ Lê Bảo Minh. Giờ thì cùng xem pha dàn xếp đá biên này của cầu thủ Lê Minh FC sẽ như thế nào đây. Kihaya vào pha để bóng cột 2 của Hoàng Lu. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho cầu thủ Lê Minh. Một pha dàn xếp đá biên rất hay của các cầu thủ áo trắng. Hoàng Lu, Kihaya dứt điểm vào một cú sút rất bất ngờ của Kihaya. Bóng đi xuyên qua 3 cầu thủ và ghim thẳng vào góc cao. Phút thứ 14 của hiệp 2 và tỷ số vẫn đang là 3-2. Mất bóng rồi, nguy hiểm quá. Giờ là Tuyến Di 4-2 cho các thủ Lê Minh. Một pha cướp bóng của Tuyến Di và tự mình ghi bàn. Một nỗ lực rất đáng khen của Tuyến Di. Tuyến Di, mọi người rất hay. Dứt điểm, không vào. Pha cản phá rất tốt của thủ môn đội FC. Giờ là Thanh Michael. Wow, một cú dứt điểm của Thanh Michael. Bóng đi thẳng vào ngay góc xa khung thành. 1-0 cho thủ Lê Minh FC. Đứng trước bóng đang là Thanh Michael và Kiên Hà Gia. Thanh Michael chưa cú dứt điểm. Wow, cú sút của Kiên Hà Gia. Một cú sút rất mạnh. Bóng đi xuyên qua hàng rào và ghim thẳng vào góc cao. 2-0 cho thủ Lê Minh. Được chuyền lên không thành công. Giờ là hậu Ronaldo đối mặt thủ môn. Wow, một pha xử lý rất hay của hậu Ronaldo. Một cú kéo gầm và dứt điểm qua hai chân của thủ môn. Tỷ số được nâng lên 3-0. Thời gian đang trôi về những phút cuối trận và Lê Minh lúc này đang tổ chức đá power play. Đinh Thành, Kihaya, Tiến Di dứt điểm vào và đã có bàn thắng gỡ hòa cho cầu thủ áo trắng. Một đều, một bàn thắng quý như vàng của Tiến Di. Nam Chaka phút đầu dòng, bóng được trả về cho trung đỗ. Và bây giờ là Kihaya làm gì đây, vào một pha nhấn thẳng vào trung lộ và dứt điểm của Kihaya. Có vẻ như bóng hơi chạm nhẹ vào các cầu thủ của Phan Lâm FC. Tỷ số được mở cho các thủ Lê Bảo Minh. Tuy có bàn thắng dẫn trước nhưng giờ đây Lê Minh đang lâm vào tình thế bất lợi, không qua được quốc đội dâu. Giờ là Thanh Michael. Wow, Thanh Michael chơi rất đồng đội. Anh không dứt điểm trong tình huống vừa rồi mà truyền ngang cho Nam Kaka ghi bàn. Tỷ số được quân bình 2-2. Quốc đội dâu, Lê Minh đang triển khai xoay vòng rất tốt. Giờ là Quốc Đại Dông qua người rất hay. Vào, một pha đột phá qua người rất hay của Quốc Đại Dông. Cú sút chân trái không quá mạnh nhưng đủ hiểm để đánh bại thủ môn đội Phan Lâm FC. Chuyện gì? Lê Minh đang triển khai bóng từ phần sân nhà. Giờ là Tơ Quen qua người rất hay, rất ngẫu hứng. Giờ là Bảo Vi Đan vẫn còn. Wow, bàn thắng của Tân Owen. Tỷ số được nâng lên 4-2 cho Lê Bảo Minh. Và trước đó anh đã có một pha xử lý rất ngẫu hứng. Bây giờ thì Phan Lâm đang tổ chức đá 5 cầu.
nhặt bóng lên không thành công. Khung thành đâu ở trống rồi. Tỷ số được nâng lên 5-2. Và đó là một pha nỗ lực pressing và cướp bóng dây bàn của phía cuối rất đáng khen. Kihaya nhảy bóng lên cho Namgaka, bức tường. Wow, một cú sút rất mạnh của Kihaya. Một pha phối hợp rất hay giữa Kihaya với lại Namgaka. Tỷ số được quân bình 1-1. Đứng trước bóng là Đinh Thanh và Kimesi đang đứng chờ sẵn ở phía đằng xa. Không biết sẽ là một cú dứt điểm ngay hay là một đường chuyền ngang đây. Wow, cú dứt điểm rất mạnh của Kimesi, bóng ghim thẳng vào góc cao. Tỷ số được nâng lên 2-1. Đã biên cho cầu thủ Lê Hữu Minh. Chị ngang. Như vậy là đã có bàn thắng cho cầu thủ Lê Hữu Minh. Đường chuyền đã chạm chân thủ môn đội Thục Phùng Hưng và đi thẳng vào lưới. Cầu thủ áo trắng đang dâng rất cao để Hồng tìm bàn thắng gỡ hòa. Mất bóng rồi, pha cắt bóng của Kimesi. Lên banh rất tốc độ. Có bàn thắng không? Như vậy là đã có bàn thắng cho cầu thủ Lê Minh và người ghi bàn là Bảo Vĩ Đan. Phút thứ 7, hiệp 2 giữa Lê Minh và Thuận Phùng Hưng, tỷ số đang là 2-0 và giờ là 3-0 rồi. Cú sút rất mạnh của Quốc Ra Dông và một pha bỏ hén rất hay của Hoàng Quân. Các cầu thủ Thuận Phùng Hưng đang tổ chức đá 5 cầu để Hồng tìm những bàn thắng gỡ hòa trong những phút cuối trận. Mất bóng rồi. 4-0 và Đinh Thành đã có bàn thắng riêng cho cá nhân mình. Một pha đặt lòng qua chân cầu thủ hậu vệ và đi thẳng vào khung thành trống. Các cầu thủ Thuận Phùng Hưng đang tổ chức pressing rất cao. Gần như 4 cầu thủ đã dồn hết lên tấn công và để lộ rất nhiều khoảng trống ở phần sân nhà. Một pha ghi bàn không thể nào dễ dàng hơn của Quốc Đại Dông. Và đây là bàn thắng thứ 2 của Quốc Đại Dông trong trận thi đấu này. Có vẻ như kết quả trận đấu này đã an bài. Không có phạm lỗi, giờ là Thanh Michael. 6-0 rồi. Một pha bấm bóng từ sân nhà vào khung thành trống của Thanh Michael. Liên tiếp là những bàn thắng rất dễ dàng của cầu thủ áo đỏ. Các cầu thủ Thuận Phùng Hưng rất kiên trì đá năm. Tiếp tục một pha mất bóng nữa. Và giờ là 7-0. Một bàn thắng nữa của Thanh Michael. Và đây có lẽ là chiến thắng dễ dàng nhất của Lê Minh từ đầu giải đến giờ. Đã biên cho cầu thủ Ô Tô Minh Nguyệt. Quyết định đi dọc biên nhưng không thành công. Và bàn thắng của Kimesi. Phút thi đấu thứ 8 của trận đấu và tỷ số được mở cho Lê Minh FC. Đầu hiệp 2, Lê Minh FC đang tổ chức xoay chuyển đội hình khá mượt mà. Giờ Namgaka qua người đó thôi, chuyển vào trong, không vào, vẫn còn. Và bàn thắng của hậu Ronaldo. Sau 2 pha dứt điểm liên tiếp thì hậu Ronaldo đã có bàn thắng và nâng tỷ số lên 2-0. Bước vào trận đấu với Tài Thịnh Phát, chỉ cần giành chiến thắng trận đấu này thì Lê Minh FC sẽ giành quyền tự quyết đến ngôi vô địch trước một vòng đấu. Và giờ là Quang Lưu. 1-0 cho thủ Lê Minh. Đã phạt cho thủ Lê Minh. Dứt điểm ngay. 2-0 rồi. Và vẫn là bàn thắng của Quang Lưu. Rất hay, rất hấp dẫn, rất kịch tính. Phản công cho thủ áo xanh. Xuất xa. Cú sút trúng ngay Hoàng Lưu. Giờ là Kihaya một mình đối với thủ môn. 3-0 rồi. Đường chuyền ngang của Kihaya dành cho phía cuối. Đứng trước bóng là Quốc Đại Dông. Như vậy anh không dứt điểm. Giờ là Đinh Thành. Cú sút rất mạnh của Đinh Thành, bóng ghim thẳng vào góc cao. Một cú sút trái phá của Đinh Thành. 4-1 cho thủ Lê Minh. Thiện gì mọi người đứng hay. Chính Mỹ. Wow, 5-1 rồi, 5-1 rồi. Và đó là bàn thắng của Tiến Duy. Một cú chích mũi không thể nào tuyệt vời hơn. Cao thủ Tàn Phát đang tổ chức đá 5 cầu, chuyền ngang không thành công. Giờ là Đinh Thanh.
6-1. Và lúc này trọng tài đã thổi còi kết thúc trận thi đấu giữa Lê Minh FC và Tài Thịnh Phát. Tỷ số là 6-1 nghiêng về cầu thủ Lê Quốc Minh. Và đây là khoảnh khắc nhận huy chương của cầu thủ Lê Quốc Minh. Đi đầu là Kim Messi, tiếp theo là Tài Ca, Chán Hói, Phi Củi, Nhông Nhông, Bảo Vidal, Đinh Thành, cầu thủ xuất sắc nhất giải, Nam KK, Hoàng Quân, Hoàng Lưu, Hậu Ronaldo, Thành Michael, Kiên Hai Gia, Tiến Duy, Quốc Đời Dâu. Thực tiếc là Tân Owen sau khi đi được nửa mùa giải thì đã chuyển qua thi đấu cho câu bộ khác nên không có trong thành phần nhận huy chương vào ngày hôm nay. Và đây là chiếc cúp vô địch FA League năm 2016 đã được trao cho Kim Messi. Và ở trận thi đấu cuối cùng của giải, Lê Minh FC có chiến thắng 3-0, chính thức giành chức vô địch giải với 27 điểm sau 11 vòng đấu. Áo xanh phía bên trái đó là Tài Bèo, huấn luyện viên của đội Lê Minh. Áo cam ở giữa là Bầu Tới, chủ tịch của đội Lê Minh FC. Vâng, xin chúc mừng cho cầu thủ Lê Minh với hành trình thật tuyệt vời tại giải đấu này. Ok, vậy là xong 31 bàn thắng của Lê Minh FC tại giải FA League năm 2016. Và nếu anh em thấy hay thì cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để hỗ trợ các clip trong thời gian tới. Và nếu mọi người ủng hộ series này, việc xem lại những bàn thắng trong cái thời gian mà mình không thể nào đi ra ngoài đá bóng được như thế này, thì có thể comment cho mình biết để mình có thể tiếp tục trong thời gian tới. Rồi, mình là Phạm Minh Thi, xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.